Dạ, kính chào hai vị khách của chúng tôi. Kính chào giám sát viên Andrew Đỗ và kính chào bà cảnh sát trưởng quận Cam. Nhân vì có giám sát viên ở đây, xin giám sát viên cũng có thể giới thiệu bà cảnh sát trưởng cho đồng hương chúng ta biết. Cảm ơn anh. Kính chào quý vị, chúng tôi là Andrew Đỗ, giám sát viên của quận Cam Đề Hạt 1. Và ngày hôm nay chúng ta có mặt bà cảnh sát trưởng của quận Cam, đó là bà Sheriff Sandra Hutchins. Bà cảnh sát trưởng Sandra Hutchins là người quản trị một cơ quan cảnh sát lớn nhất của quận Cam với gần 3.800 nhân viên. Trong số đó gần 2.000 người là cảnh sát, gọi là Deputy Sheriffs. Trách nhiệm của cơ quan Sheriff là nhiều thành phố trong quận Cam cũng như những tù ở trong quận Cam, ở Irvine và Santa Ana, Orange, và ngay cả đến việc mà đi ngoài biển, dọc theo bờ biển của quận Cam cũng là dưới trách nhiệm của bà. Vì thế cho nên về vấn đề an ninh của công cộng thì bà cảnh sát trưởng là người mà quan trọng nhất trong quận Cam, và bà làm việc directly với chúng tôi là hội đồng giám sát. Cảm ơn giám sát viên Andrew Đỗ. Cảm ơn bà Sheriff Hutchins. Câu hỏi, the question to us when the prisoners escaped was their safety. How? Because they are gang member related. So could you tell us about what gang members they are, what area of their activities, so that the community know. Yes. Two of the escapees are members of a gang that is located in the Garden Grove, Westminster area, a very active gang that both the Sheriff's Department, Garden Grove Police Department, and Westminster are very familiar with. Since Để chúng tôi trình my bày giùm cho bà supervisor nhé. is on top of this, could you please translate? Kính thưa quý vị, bà cảnh sát trưởng đã trình bày là hai người Á Đông mà đã thoát khỏi tù, vượt tù. Họ có ở trong một đảng, mà đảng đó họ trong khu của thành phố Garden Grove và Westminster. Và cái đảng này họ có làm việc đến ngày nay, họ có những cái việc mà phạm pháp. Và những người cảnh sát của cơ quan của thành phố Garden Grove, Westminster cũng như là của Sheriff Department, họ đều biết đối với những người này. Cảm ơn giám sát viên. With the activities like that, can you tell us what are our efforts for as law enforcement doing during the past 4 or 5 days so that the community knows that? Yes. Since the escape, since we discovered the escape, we have been working 24 hours a day, working on finding these individuals. We have over 250 people on our task force. They are from numerous agencies, including the FBI and the U.S. Marshals Department, of course, the Sheriff's Department, and a lot of agencies in Orange County are all working together to try and find these individuals. Trong 6 ngày vừa qua, cơ quan Sheriff Department của quận Cam, là cơ quan cảnh sát của quận Cam, đã làm việc 24 trên 24 chung với lại nhiều các cơ quan khác của liên bang cũng như tiểu bang để bắt được mấy người phạm tội mà đã thoát ra khỏi tù. Họ làm việc tới cái số người mà cảnh sát của tất cả các cơ quan đang hợp tác chỉ để cho cái vấn đề bắt mấy người này là lên tới hơn 250 cảnh sát. Và bà nói là tất cả những gì mà quận Cam có thể làm được là bây giờ bà đang đầy lồng hết tất cả những khả năng đó để mà bắt được mấy người này càng sớm càng tốt. Với cái with the help of the communities and especially with the reward that came out yesterday that from the Board of Board of Supervisors. Supervisors, could you Supervisor Do, could you please tell us how it helps
And how it come about with that. Kính thưa quý vị, ông giám sát viên Thad Spitzer chung với lại cảnh sát trưởng Sandra Hutchins, họ đồng ý là nếu mà có được một số tiền thưởng thì mình có thể tăng lên cái phần mà mình bắt được mấy người này. Tại vì những người phạm tội thì thường thường họ sẽ đi chung với những người mà phạm tội khác, và mình muốn dùng cái lòng tham của họ để mà họ có thể giúp mình bắt mấy cái người mà đã thoát ra khỏi tù. Và ngày hôm qua hội đồng giám sát sau khi được sự giới thiệu của ông Spitzer, ông giám sát viên Thad Spitzer, thì đã bầu 5-0 để tăng lên tiền thưởng từ $50,000 lên tới $200,000, gồm có là $20,000 là của FBI, $30,000 là của cơ quan liên bang gọi là US Marshal, và quận Cam bây giờ sẽ đưa lên $150,000. Mỗi một người trong ba người đó mà được bắt thì mỗi cái tiền thưởng cho mỗi người sẽ là $50,000, và chúng tôi đã làm việc chung với bà cảnh sát trưởng để đưa lên cái tiền thưởng đó để hy vọng là mình sẽ bắt được mấy người này càng sớm càng tốt. Thank you supervisor, and I received through my mail with this even in Vietnamese, so I think it helps the community to recognize them and understand how dangerous they are. Yes. Right. And trước khi mình có thể chấm dứt thì chúng tôi xin được thay mặt cho cảnh sát trưởng Sandra Hutchins cũng như là hội đồng giám sát xin cảm ơn quý vị đã để ý về vấn đề này, và mình đi chung quanh mình nhìn cố gắng thấy được thì mình gọi vào ngay cái con số để cho chúng tôi biết. Và nếu mà quý vị không muốn đưa tên ra cũng không sao, chúng tôi không bắt buộc phải đưa tên tuổi. Và quý vị, mình không có cần phải lo sợ quá về đời sống hàng ngày, mình chỉ nên cẩn thận để ý một cách kỹ hơn thôi. Và cảnh sát chúng tôi làm việc rất là đắc lực chung quanh đồng hồ để mình sẽ bảo vệ cái sự an ninh của cộng đồng cũng chúng ta cũng như là trong quận Cam. Xin cảm ơn quý vị. Okay, my last words is that if somebody spot the criminals, should they go ahead and arrest them, or should they call the police? They should not, if they see one of these individuals, do not engage them, call 911 and report. They are very dangerous and presumed to be armed. Okay. Bà nói là khi quý vị thấy mấy người này thì đừng có đưa mặt ra mà tự nhiên để cho họ biết là quý vị nhận ra họ hay là làm việc gì hết để mà bắt mấy người này. Mấy người này họ với cái tội mà họ đang bị buộc đó, họ được coi là rất nguy hiểm và có thể mang súng theo. Thành ra quý vị cứ nên gọi số điện thoại ở trên cái bảng để giải thưởng này. Trong cái màn hình có lẽ quý vị cũng sẽ thấy cái số điện thoại là 714-628-7085. 714-628-7085. Quý vị cứ gọi số điện thoại đó hay là gọi 911 là chắc ăn nhất. Xin một lần nữa xin cảm ơn đại diện báo Người Việt, xin cảm ơn giám sát viên Andrew Đỗ, cảm ơn bà cảnh sát trưởng Hutchins. Yeah. Thank you very much for coming to Thank us you. And report to the community. Thank you. Cảm ơn anh.